CEO Huy Trần lộ ảnh khóa môi Ngô Thanh Vân cực ngọt. Không chỉ nắm tay nhau, nữ diễn viên Hai Phượng còn để lộ màn hình điện thoại đang khóa môi đối phương ngọt ngào. Chuyện tình cảm của Ngô Thanh Vân và Huy Trần từ trước đến nay luôn nhận được nhiều sự chú ý từ phía cư dân mạng. Cả hai được đánh giá là đẹp đôi mặc kệ việc kém nhau 11 tuổi. Dù không chính thức lên tiếng xác nhận tình trạng mối quan hệ hiện tại, song người hâm mộ của cả hai vẫn khẳng định chắc nịch họ đang yêu nhau qua hàng loạt hint hẹn hò. Mới đây, Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc tình tứ ở sân bay cùng bạn trai Huy Trần, khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao. Không khó để nhận ra nam chính trong bức hình chính là Huy Trần. Việc CEO trẻ tuổi lấy khoảnh khắc này làm ảnh đại diện cũng phần nào chứng minh tình cảm đậm sâu của hai người. Đáng nói, dân tình lại đổ dồn sự chú ý vào hình nền điện thoại của đàn trai. Theo đó, nam người mẫu đã cố tình lấy hình ảnh khóa môi cực tình cảm của cả hai để làm hình nền điện thoại như một cách chứng minh mình đã có chủ. Thời gian đầu, Ngô Thanh Vân, Huy Trần còn ướp mở chuyện yêu đương, nhưng gần đây, cả hai dường như đã thoải mái hơn khi để lộ hình ảnh đối phương lên mạng xã hội. Được biết, Huy Trần đã cùng Ngô Thanh Vân sang Na Uy, nơi diễn viên Cô Ba Sài Gòn sinh sống một thời gian dài. Động thái này khiến netizen càng đẩy thuyền mạnh mẽ cho cặp sao, ai cũng mong cả hai sớm về một nhà. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng xôn xao tin đồn, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã đường ai nấy đi bởi cả hai đồng loạt đăng status tâm trạng. Nhưng sau đó ít ngày, đã nữ màn ảnh Việt khiến fan yên tâm khi lại chia sẻ hình ảnh đang vuốt tóc bạn trai cùng dòng trạng thái, cố lên nha. Tin đồn Ngô Thanh Vân đang hẹn hò với Huy Trần, chàng Việt kiều Đức kém 11 tuổi đang khiến dân tình dậy sóng. Dù bất ngờ thật, song nghĩ lại cũng có lý. Người là diễn viên, nhà sản xuất nổi tiếng, còn người lại là trai đẹp hot hit một thời trên mạng xã hội, fan girl siêu đông. Nếu cả hai thành một cặp thì dân tình lại chả lót dép hóng vội. Huy Trần sinh năm 1990 là Việt kiều Đức. Anh là giám đốc của công ty nhập khẩu quần áo từ Việt Nam sang Đức và một công ty dệt may ở Sài Gòn. Hiện tại, anh chàng còn đang kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng ẩm thực, sở hữu một nhà hàng rất được lòng giới trẻ ở quận Nhất, Sài Gòn. Có lẽ điều khiến nhiều người ấn tượng nhất về Huy Trần chính là anh từng có 2 năm hẹn hò với Rizkid Thảo Nhi Lê. Cặp đôi được mệnh danh mây tầng nào gặp mây tầng đó này khiến dân tình cực kỳ yêu mến. Vậy nên lúc cả hai xác nhận đã đường ai nấy đi, người theo dõi rất tiếc nuối. Huy Trần còn từng tham gia Người ấy là ai mùa 2 và được chính Hương Giang lựa chọn. Thế nhưng thời điểm đó, anh chàng còn đang mặn nồng với Thảo Nhi Lê nên tất nhiên Hương Giang đã quay vào ô mất lượt. Cũng trong năm 2019, Huy Trần góp mặt trong MV Có như không có của Hiền Hồ. Vẻ ngoài điển trai siêu manly của Huy Trần đã đốn tim không biết bao nhiêu fan nữ. Cho đến hiện tại, sức hút của anh chàng này có vẻ vẫn không hề giảm nhiệt. Bởi lẽ những hình ảnh của Huy Trần đăng trên mạng xã hội vẫn nhận được nhiều sự yêu thích đáng kể của người theo dõi. May mắn cho các fan girl là chàng Việt kiều rất chăm cập nhật và tương tác trên mạng xã hội, thế nên là ngắm trai đẹp đã còn mắt nha.